Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh món ăn ngon dễ làm Mình là Hữu Quốc Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món nấm gom kho nước tương Một món ăn chay rất là ngon tuyệt vời lắm luôn Và rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm chay Ở gia đình Và cách làm như thế nào Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình Để vào bếp thực hiện món nấm gom kho nước tương Và đây là dĩa nấm gom nè quý vị Hôm nay mình kho cũng ít à Có 200g nấm gom nha quý vị rồi trước tiên thì mình sẽ bắt cái chảo nước lên, mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối bọt vào trong cái chảo, rồi mình đảo đều lên. nấm rơm thì mình sẽ luộc sơ qua, rồi hồi mình sẽ kho với nước tương nha quý vị. khi nước đã rất là sôi lên rồi thì mình sẽ cho nấm rơm vào, mình luộc tầm cũng khoảng từ 5 đến 7 phút cho nấm rơm nó vừa chín tới thì nấm gồm của mình nó sẽ loại bỏ đi hết những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn và sau một hồi đó quý vị thì nấm gồm của mình nó cũng ha vừa chín tới rồi mình sẽ vớt ra vào trong cái tô nước lạnh nha quý vị để mình kho với nước tương đó, mình vớt ra để cho nấm gồm của mình nó sẽ trắng hơn nó không có bị thâm đen nha quý vị khi mà mình ngâm trong nước lạnh và sau một hồi và mình ngâm trong nước lạnh đó quý vị và bây giờ mình rớt ra vào trong cái gỗ inox để cho nó thật là gáo nghe quý vị trước khi mình kho với nước tương có thể mình luộc qua hoặc là mình ngâm qua nước muối cũng được nữa nghe quý vị cũng tùy theo gia đình mình hành tím thì mình đập cho nó dập dập rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn để nữa mình phi và sau một hồi thì mình băm nó cũng rất là nhuyễn rồi đó quý vị, mình sẽ cho ra cái chén nhỏ sẵn luôn và ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn để khi nào mà nấm rơm kho nước tương của mình chín thì mình sẽ cho vào và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vào để mình phi nếu nhà mình ăn hành không được thì có thể mình thay thế bằng hành baro nghe quý vị và sau một hồi phi thì hành tím của mình cũng đã rất là vàng óng ánh rất là thơm luôn rồi đó quý vị thì mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống nghe quý vị mình để mình cho các gia vị vào thì mình cho cũng khoảng hai muỗng lưng nước tương vào luôn hai muỗng hai lưng thôi nghe quý vị À, mình cũng đảo đảo đều lên Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1 phần tư Muỗng canh bột niêm vào Các gia vị thì khi mình kho mình sẽ cho từ từ vào nha quý vị Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng Ba muỗng canh nước lọc vào khoảng nửa chén nhỏ đó đó quý vị rồi mình cũng đảo đều lên để cho cái phần gia vị của mình nó sẽ tan ra hết luôn khi nào mà nó rất là sôi lên thì mình sẽ cho nấm rơm vào nha quý vị đó, bây giờ nó đã rất là sôi một, một lên rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nấm rơm vào nếu nhà mình đông thì có thể mình kho nhiều hơn nha quý vị hôm nay mình kho chỉ có 200 gram mà rồi mình cũng đảo đều lên luôn và trong lúc kho thì mình để lửa vừa vừa thôi nhỏ nhỏ thôi để cho nấm rơm nó chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ và bây giờ thì mình sẽ cho cũng khoảng nửa muỗng canh nước màu vào luôn rồi mình cũng đảo đều lên Nấm gom thì rất là được ưa chuộng và có quanh năm luôn ở miền Tây. Bây giờ người dân người ta trồng cũng quanh năm luôn nha quý vị. Và bây giờ mình cho nửa muỗng canh đường cát vào luôn. Rồi tiếp tục mình cũng đảo đều lên. Và cái thời gian mà kho nấm gom thì tầm cũng khoảng 15 phút nha quý vị. Nấm gom mình sẽ chín. Và sau một hồi kho thì nấm gom của mình cũng đã sắp chín rồi đó quý vị rồi mình cho một ít uh, tương ớt vào tương ớt này thì nó hơi hơi cay thôi. mình cho vào để cho nó thơm hơn nó tạo ra được cái màu sắc đẹp hơn hơi chứ nó không có cay nhiều nha quý vị khi mà mình cho tương ớt vào rồi thì mình kho thêm cũng khoảng uh, một phút nữa là được rồi và wow, sau một hồi kho đó quý vị bây giờ nấm gom kho nước tương của mình cũng đã chín rồi mình sẽ cho hành lá vào hành lá thì nhà mình sắc sẵn luôn nha quý vị cho nên mình cho vào luôn và ớt sắc mình sẽ cho vào hết luôn à, trông rất là hấp dẫn lắm luôn rồi mình sẽ tắt lửa luôn nha quý vị món nấm gơm kho nước tương của mình cũng đã chín rồi đó quý vị à, rất là thơm lắm luôn và bây giờ mình sẽ múc hết cà dĩa luôn nha quý vị chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm chai ở gia đình mình hôm nay mình làm một món rất là đơn giản lắm luôn nấm gồm kho nước tương Đó, đầy một dĩa cũng vừa vừa qua bây giờ mình quay cận lên nào quý vị nấm gồm kho nước tương cũng đã chín rồi một món ăn chay rất là ngon nấm gồm kho nước tương rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm chay ở gia đình và đã hàm phẩm ở đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.